đã xăm mình xe tốt quần áo là những thứ bao năm đình phường cống công an đăng hình hẻm 48 vừa là nơi yên bình. Sáng ngày hôm qua cũng như sáng ngày hôm nay, việc tao làm cũng như thằng ham hát đã thấy. Bắt tô mi ho, tao làm việc cổ tao, thu tất cả trở thành vấn đề, tao làm việc cổ tao. Tao không gây hắn nhưng ai đụng tao là tao đập, và hàng ngụy nằm trong túi lúc nào làm đâu quần sải và thấp. Anh em gặp tao cầm phía cũng phải nắp, còn tụi mày gặp tao vào hẻm 48 tao chấp hết. Trong khu tao sống mày thích tao cứ ok, nay rút bay đến nay gây sự đưa mày vô hàng, ghét tao cũng ngoan, nhà mày cũng không an toàn, bia cũng và rượu như canh nhỏ anh em tao ngang hàng. Đây là Châu Đốc xa hẻm 69 Bùi Thị Trân, là khu nuôi đĩ điếm quán nhậu đầy đủ thành phần. Khu này đạo Thiên Chúa không có thờ đại ca, nhưng nếu mày gây chuyện tao thách mày mò được đường ra. Bước ra ngoài hẻm phải biết nhìn trước nhìn sau, giờ đây là khu ăn nhậu thường chảy ra chặt lạ ba vô đầu, và trẻ lớn bé này da dế đều bằng nhau, nhưng có mở miệng solo thì coi chừng đầu đổ máu. Tao sống ở đây cũng như công nhân lương thiện, thỉnh thoảng thiếu nợ tao chẳng đi làm công nhân qua lắp giếng. Giống như bao nhiêu người khác, khu này nói chuyện bằng thầy, có danh có tiếng có quyền có miếng nhưng không có tiền thì biết.